Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc kinh Pháp Cú, bài kệ số 10 phẩm song yếu. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Áo cà sa là một biểu tượng linh thiêng trong đời sống của một tu sĩ Phật giáo. Nó không chỉ là y phục mà còn là biểu tượng của sự thanh tịnh, giải thoát và lòng từ bi. Chiếc áo này tượng trưng cho con đường mà các tu sĩ đi theo, một con đường hướng đến sự giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau. Tuy nhiên, không phải ai cũng xứng đáng khoác lên mình chiếc áo cà sa. Chiếc áo này chỉ thực sự thuộc về những ai đã nghiêm trì giới luật, rèn luyện bản thân để vượt qua những tham dục, sân hận và si mê của thế gian. Đó là thông điệp mà bài kệ Pháp Cú, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, muốn truyền tải. Khi nói đến chiếc áo cà sa, ta không chỉ nói đến trang phục bên ngoài, mà còn đề cập đến tâm hồn bên trong của người mặc nó. Một tu sĩ mặc áo cà sa là người đã dứt bỏ những ham muốn và cám dỗ của thế gian, tự nguyện từ bỏ những thứ xa hoa, hưởng thụ để tập trung tu tập theo con đường giải thoát. Đối với một người bình thường, việc tu hành có thể chỉ dừng lại ở mức độ tránh những điều xấu, hành thiện và tuân thủ một số nguyên tắc đạo đức cơ bản. Nhưng đối với một tu sĩ Phật giáo, việc tu hành đòi hỏi một mức độ cao hơn nhiều, họ không chỉ phải tránh xa những hành động xấu mà còn phải nghiêm trì giới luật một cách chặt chẽ, rèn luyện tâm trí và sống trong sự chân thực. Đầu tiên, cần hiểu rõ khái niệm uế trược trong bài kệ. Uế trược là những thứ làm bẩn tâm hồn, là những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, như tham lam, sân hận, si mê, đố kỵ, và những thói quen xấu mà con người thường mắc phải. Những uế trược này khiến tâm hồn con người trở nên vẩn đục, không trong sáng. Đối với một tu sĩ, việc để uế trược ngự trị trong tâm là điều không thể chấp nhận. Họ phải rèn luyện để loại bỏ những uế trược này, để tâm hồn trở nên trong sáng, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Việc tu hành không phải là điều dễ dàng, nhưng khi một tu sĩ đạt đến trạng thái rời bỏ uế trược, họ mới thực sự xứng đáng khoác lên mình chiếc áo cà sa. Giới luật trong Phật giáo đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tu hành của một tu sĩ. Đối với họ, giới luật giống như những nguyên tắc bất di bất dịch, hướng dẫn họ trong hành trình tu tập. Đức Phật đã chế định ra giới luật để giúp các tu sĩ tránh khỏi những lỗi lầm, giúp họ duy trì tâm hồn thanh tịnh và không đi lạc khỏi con đường tu hành. Giới luật cũng chính là hàng rào bảo vệ tu sĩ khỏi những cám dỗ của cuộc đời. Việc nghiêm trì giới luật là điều kiện tiên quyết để một tu sĩ xứng đáng với chiếc áo cà sa. Không chỉ là việc tuân thủ những quy tắc bề ngoài, giới luật còn giúp tu sĩ rèn luyện tâm trí, kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Một tu sĩ không chỉ cần tránh những hành động như sát sinh, trộm cắp, nói dối mà còn phải kiểm soát cả những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực như tham lam, đố kỵ, sân hận. Điều này đòi hỏi họ phải có một sự tự giác và quyết tâm lớn lao. Đó là lý do tại sao việc nghiêm trì giới luật không chỉ là việc làm theo các quy tắc mà còn là một sự rèn luyện tâm hồn sâu sắc. Sự tự chế cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình tu hành. Tự chế có nghĩa là khả năng kiểm soát bản thân, không để bị cuốn theo những cảm xúc và ham muốn tầm thường. Đối với một tu sĩ, tự chế là điều không thể thiếu. Họ không chỉ cần kiểm soát hành vi mà còn phải kiểm soát cả tâm trí, không để những ý niệm xấu xâm nhập vào tâm hồn. Việc tự chế này giúp họ giữ vững tâm hồn trong sáng và tránh xa những uế trược của đời thường. Cuối cùng, sống chân thực là điều kiện không thể thiếu để xứng đáng với chiếc áo cà sa. Sống chân thực có nghĩa là sống đúng với đạo lý, sống với sự trung thực và chân thật, không giả dối hay che giấu lỗi lầm. Một tu sĩ sống chân thực là người dám đối diện với bản thân, nhận ra những sai lầm và sẵn sàng sửa đổi. Chỉ khi một tu sĩ có thể sống chân thực, họ mới thực sự xứng đáng với con đường tu hành và chiếc áo cà sa mà họ mặc. Bài kệ Pháp Cú này không chỉ đơn thuần là một lời ca ngợi về những tu sĩ đã tu hành đúng với giới luật, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời khuyến khích đối với những ai đang trên con đường tu tập.
Mặc dù bài kệ nói về việc tu hành của tu sĩ Phật giáo, những nguyên tắc được nêu ra trong bài vẫn có thể áp dụng cho mọi người trong đời sống hàng ngày. Rời bỏ những thói quen xấu, rèn luyện sự tự chế và sống chân thật là những điều mà bất kỳ ai, dù là tu sĩ hay người bình thường, đều có thể hướng tới. Áo cà sa là một biểu tượng cao quý, và không phải ai cũng xứng đáng để khoác lên mình chiếc áo này. Để trở thành một tu sĩ xứng đáng với áo cà sa, người đó phải tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật, rèn luyện bản thân để trở nên thanh tịnh, từ bỏ mọi uế trược và sống một cuộc sống chân thực. Việc mặc áo cà sa không chỉ là trách nhiệm đối với bản thân mà còn là trách nhiệm đối với đạo Phật, đối với những người đã đi trước và đối với những người sẽ theo sau. Chiếc áo cà sa là niềm tự hào của một tu sĩ, nhưng nó cũng đồng thời là sự thách thức, một lời nhắc nhở rằng chỉ khi tâm hồn đã rời bỏ hết những điều xấu, chỉ khi người tu sĩ sống đúng với đạo lý và giới luật, họ mới thực sự xứng đáng với chiếc áo thiêng liêng này. Bài kệ Pháp Cú, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, mang một ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là đối với những người tu sĩ Phật giáo. Chiếc áo cà sa là biểu tượng cao quý của giới tu sĩ, không chỉ là y phục thể hiện sự khác biệt bên ngoài mà còn là dấu hiệu của một hành trình tâm linh cao cả. Trong bài kệ này, Đức Phật ca ngợi một tu sĩ thực sự rời bỏ được những điều uế trược, sống đúng với giới luật, và trở nên xứng đáng với chiếc áo cà sa thiêng liêng. Tâm uế trược là gì? Trong đời sống tu hành, uế trược có thể hiểu là những ô nhiễm của tâm hồn, những cảm xúc và hành động mang tính tiêu cực, như tham lam, sân hận, si mê. Một người tu sĩ chưa rời bỏ được những yếu tố này thì tâm vẫn còn vướng bận trong vòng xoáy của đời sống vật chất, chưa thể đạt được sự thanh tịnh nội tâm. Thực hành sự rời bỏ uế trược chính là một hành động làm sạch tâm hồn, giống như việc người thợ tỉ mỉ gột rửa từng vết bẩn trên một tấm áo trắng. Khi một tu sĩ làm sạch được tâm trí, họ sẽ đạt được một trạng thái nhẹ nhàng, tự do, không còn bị ràng buộc bởi những yếu tố trần tục. Giới luật mà Đức Phật đặt ra cho các tu sĩ không chỉ là những quy định về hành vi, mà còn là những phương pháp giúp tu sĩ duy trì một tâm hồn trong sạch. Giới luật giống như một hệ thống bảo vệ tinh thần, giúp tu sĩ không đi lạc đường, không bị cuốn vào những ham muốn và dục vọng. Các giới luật cơ bản trong Phật giáo, chẳng hạn như không sát sinh, không nói dối, không lấy của không cho, không uống rượu và không tà dâm, đều nhằm mục đích duy trì một đời sống đạo đức và thanh tịnh. Trong việc tu hành, sự tinh tấn giữ gìn giới luật là điều cần thiết để bảo đảm rằng tâm hồn của người tu sĩ không bị ô nhiễm. Việc tuân thủ giới luật không phải là sự ép buộc, mà là sự tự nguyện và ý thức về tầm quan trọng của việc tu hành đúng đắn. Một tu sĩ chỉ thực sự xứng đáng với chiếc áo cà sa khi họ nghiêm trì giới luật, và đó là cách duy nhất để đạt được sự thanh tịnh và giải thoát. Chúng ta có thể so sánh việc rời bỏ uế trược và giữ giới luật như việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Nếu tâm hồn là ngôi nhà, thì giới luật chính là những bức tường bảo vệ ngôi nhà khỏi sự tàn phá của gió mưa. Một ngôi nhà không có tường bảo vệ sẽ dễ dàng bị thời tiết làm hư hại, và tương tự, một tu sĩ không giữ giới luật sẽ dễ dàng bị cuốn vào những cám dỗ của thế gian, làm mất đi sự thanh tịnh trong tâm hồn. Đức Phật đã dạy rằng, chỉ có sự tuân thủ giới luật nghiêm chỉnh mới giúp cho tu sĩ giữ vững được con đường tu hành, không bị lạc lối trong những ham muốn và tham vọng cá nhân. Sống chân thực cũng là một yếu tố quan trọng trong con đường tu hành. Sống chân thực có nghĩa là sống đúng với bản chất thật của mình, không giả dối, không lừa lọc. Một người tu sĩ sống chân thực là người luôn thành thật với bản thân, không che giấu những sai lầm và luôn sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa. Điều này thể hiện qua việc tuân thủ giới luật và thực hành từ bi, trí tuệ trong đời sống hàng ngày. Một tu sĩ khi đã rời bỏ được những điều uế trược, giữ gìn giới luật và sống chân thực sẽ trở thành người có khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt người khác trên con đường tu hành. Sự tự chế là một phần không thể thiếu trong quá trình tu hành của một tu sĩ. Tự chế có nghĩa là khả năng kiềm chế bản thân, kiểm soát cảm xúc và hành động. Một tu sĩ cần tự chế không chỉ trong lời nói và hành động mà còn trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sự tự chế giúp cho tu sĩ tránh được những lỗi lầm, giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn và không bị cuốn vào những cám dỗ của đời sống thế gian. Khi một tu sĩ có thể tự chế, họ sẽ đạt được sự an tĩnh trong tâm hồn và không còn bị sao lãng bởi những yếu tố bên ngoài. Sự tự chế cũng giúp tu sĩ đạt được sự sáng suốt và hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống.
Khi một tu sĩ đạt được sự tự chế, họ sẽ không còn bị ràng buộc bởi những cảm xúc tiêu cực như sân hận, tham lam và si mê. Điều này giúp họ sống chân thực, giữ gìn giới luật và trở nên xứng đáng với chiếc áo cà sa. Kết quả của việc rời bỏ uế trược, giữ gìn giới luật và sống chân thực là sự thanh tịnh và giác ngộ. Một tu sĩ khi đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn sẽ cảm nhận được sự an lạc và hạnh phúc chân thật. Họ không còn bị ràng buộc bởi những lo âu và khổ đau của cuộc sống vật chất, mà thay vào đó là sự bình an nội tâm và trí tuệ sáng suốt. Khi một tu sĩ đạt được trạng thái này, họ không chỉ xứng đáng với chiếc áo cà sa mà còn trở thành người hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người khác trên con đường tu hành. Tuy nhiên, quá trình tu hành không phải là điều dễ dàng. Rời bỏ uế trược, giữ gìn giới luật và sống chân thực đòi hỏi một sự kiên trì và quyết tâm cao độ. Một tu sĩ phải luôn luôn cảnh giác với những cám dỗ từ bên ngoài và từ bên trong, luôn luôn tự nhắc nhở mình về con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chính sự kiên trì và quyết tâm này sẽ giúp họ đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Cuối cùng, chúng ta có thể học được rất nhiều từ bài kệ này, dù chúng ta không phải là những tu sĩ Phật giáo. Dù không khoác trên mình chiếc áo cà sa, nhưng chúng ta cũng có thể rèn luyện tâm hồn bằng cách sống chân thực, giữ gìn đạo đức và kiểm soát cảm xúc của mình. Bài kệ này không chỉ là lời nhắc nhở dành riêng cho các tu sĩ, mà còn là một bài học quý giá cho tất cả mọi người về việc tu dưỡng tâm hồn, rèn luyện bản thân để đạt đến sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Chiếc áo cà sa, với ý nghĩa tượng trưng của nó, là một lời nhắc nhở cho chúng ta về tầm quan trọng của sự tu tập, về việc giữ gìn đạo đức và sống một cuộc đời chân thực. Khi chúng ta có thể rời bỏ những điều uế trược trong tâm hồn, giữ vững những nguyên tắc đạo đức và sống thật với bản thân, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc, không chỉ trong hiện tại mà còn trong suốt hành trình cuộc sống. Khi nhắc đến việc một tu sĩ Phật giáo xứng đáng mặc chiếc áo cà sa, chúng ta không thể không đề cập đến yếu tố tự chế và sống chân thực. Áo cà sa, biểu tượng thiêng liêng của sự tu tập và thanh tịnh, không chỉ là một trang phục mà còn là dấu hiệu của sự tu hành nghiêm túc và chân thành. Để thực sự xứng đáng với chiếc áo cà sa, một tu sĩ cần phải rời bỏ các tâm tánh xấu và sống đúng theo những nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã truyền dạy. Tự chế là một khái niệm cốt lõi trong tu hành. Đó không chỉ là việc kiểm soát hành động bên ngoài mà còn là việc kiểm soát tâm trí và cảm xúc từ bên trong. Tự chế giúp một tu sĩ duy trì sự thanh tịnh nội tâm và tránh xa những cám dỗ từ thế gian. Việc tự chế bắt đầu từ nhận thức và ý chí mạnh mẽ. Một tu sĩ phải có sự quyết tâm và kiên nhẫn để điều chỉnh hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình sao cho phù hợp với giới luật và giáo lý của Đức Phật. Sống chân thực là một phần quan trọng không kém trong việc tu hành. Sống chân thực có nghĩa là sống đúng với bản chất thật của mình, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài hay những xung động tạm thời. Điều này yêu cầu một tu sĩ phải thực sự hiểu và chấp nhận những gì là chân thật và không bị lôi kéo vào những ảo tưởng hay sự giả dối. Để sống chân thực, tu sĩ phải thường xuyên tự vấn bản thân, kiểm tra lại động cơ và mục tiêu của mình trong tu hành, và điều chỉnh các hành động để phù hợp với lý tưởng cao cả mà Đức Phật đã dạy. Sự kết hợp giữa tự chế và sống chân thực không chỉ là việc thực hiện các quy định và giới luật mà còn là việc thể hiện sự chân thành và lòng từ bi trong mỗi hành động. Một tu sĩ thực sự nghiêm trì giới luật là người không chỉ tuân thủ các quy tắc một cách máy móc mà còn sống đúng với tinh thần của giới luật, thực hiện những việc thiện và tránh xa những việc ác một cách tự nhiên và vô tư. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã rời bỏ các tâm tánh xấu như tham lam, sân hận, và si mê, và đã đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Để minh họa rõ hơn về ý nghĩa của tự chế và sống chân thực, chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của Đức Phật và các vị thánh tăng. Đức Phật, trong quá trình tu hành và đạt đến giác ngộ, đã phải đối mặt với nhiều thử thách và cám dỗ. Tuy nhiên, Ngài đã vượt qua tất cả nhờ vào sự tự chế và sự kiên nhẫn. Ngài không để bản thân bị lôi kéo vào những dục vọng hay cảm xúc tiêu cực, mà luôn giữ vững tâm trí và tinh thần hướng đến mục tiêu giải thoát. Các vị thánh tăng khác cũng đã thể hiện sự tự chế và sống chân thực trong quá trình tu hành của họ. Họ không chỉ giữ gìn giới luật mà còn sống đúng với tinh thần của giới luật, thể hiện lòng từ bi và trí tuệ trong mọi hành động. Việc tự chế và sống chân thực cũng có những ứng dụng thực tiễn trong đời sống hàng ngày của một tu sĩ. Tu sĩ cần phải áp dụng các phương pháp thiền định, chánh niệm, và các bài tập tu tập khác để rèn luyện tâm trí và cảm xúc.
Thực hành thiền định giúp làm dịu tâm trí và phát triển sự hiểu biết về bản chất của các cảm xúc và tư tưởng. Chánh niệm giúp tu sĩ giữ vững sự tỉnh thức và nhận thức trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, từ đó dễ dàng điều chỉnh các hành động và lời nói để phù hợp với giới luật và giáo lý của Đức Phật. Ngoài ra, sự tự chế và sống chân thực còn đòi hỏi một tu sĩ phải có sự giao tiếp và tương tác chân thành với cộng đồng xung quanh. Điều này có nghĩa là họ phải đối xử với mọi người bằng lòng từ bi và sự hiểu biết, không để những xung đột hay mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh nội tâm của mình. Một tu sĩ sống chân thực là người có thể truyền cảm hứng và sự hỗ trợ cho người khác trong việc tu tập và sống theo đạo lý của Phật giáo. Kết luận, việc tự chế và sống chân thực là hai yếu tố không thể thiếu trong việc tu hành và làm một tu sĩ xứng đáng với chiếc áo cà sa. Những nguyên tắc này không chỉ giúp duy trì sự thanh tịnh nội tâm mà còn thể hiện sự chân thành và lòng từ bi trong mỗi hành động. Qua việc rèn luyện sự tự chế và sống chân thực, một tu sĩ không chỉ đạt được sự giải thoát cá nhân mà còn góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng tu tập vững mạnh và hòa bình. Sự kết hợp giữa tự chế và sống chân thực là con đường dẫn đến sự giác ngộ và làm cho mỗi tu sĩ trở thành một tấm gương sáng cho mọi người xung quanh. Trong việc tu hành, việc nghiêm trì giới luật là một trong những yếu tố cốt lõi để một tu sĩ Phật giáo có thể đạt được sự thanh tịnh và xứng đáng với chiếc áo cà sa thiêng liêng. Chiếc áo cà sa, như một biểu tượng của sự tu tập và trí tuệ, không chỉ là một trang phục bề ngoài mà còn là dấu hiệu của sự tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và giới luật mà Đức Phật đã chế ra. Bài kệ trong Kinh Pháp Cú, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, không chỉ ca ngợi người tu sĩ đã thực hiện nghiêm túc việc tu hành, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ giới luật trong con đường đạt đến giác ngộ. Giới luật trong Phật giáo không phải là những quy tắc khô cứng mà là những hướng dẫn cụ thể giúp tu sĩ sống một cuộc đời đúng đắn và đạt được sự giải thoát. Chúng như những viên gạch nền móng, giúp người tu sĩ xây dựng một đời sống tâm linh vững chắc. Việc tuân thủ giới luật không phải là một sự ràng buộc mà là một cách để bảo vệ tâm hồn khỏi những cám dỗ của thế gian, tránh xa những hành động không đúng đắn và hướng tới sự giải thoát. Những quy tắc này không chỉ giúp người tu sĩ duy trì sự thanh tịnh mà còn giúp họ phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Giới luật bao gồm nhiều quy tắc cụ thể, từ những quy tắc căn bản như không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, cho đến những quy tắc cao hơn liên quan đến cách hành xử và đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi một giới luật đều có mục đích của nó, giúp người tu sĩ giữ vững tâm hồn và tinh thần trong suốt quá trình tu hành. Giới luật không chỉ giúp người tu sĩ giữ được sự thanh tịnh mà còn là công cụ để họ kiểm soát các cảm xúc tiêu cực và tránh xa những hành động xấu. Một tu sĩ Phật giáo thật sự là người biết nghiêm chỉnh tuân thủ giới luật và sống đúng với những gì Đức Phật đã dạy. Khi tu sĩ rời bỏ những uế trược, họ không chỉ loại bỏ những tật xấu bên ngoài mà còn phải đối mặt và loại bỏ những cám dỗ và thói quen xấu từ bên trong. Việc rời bỏ uế trược không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và sự tự giác cao độ. Tuy nhiên, khi một người có thể làm được điều này, họ không chỉ trở thành người xứng đáng với chiếc áo cà sa mà còn đạt được sự bình an nội tâm và hạnh phúc chân thật. Sự tự chế là một phần không thể thiếu trong việc tu hành. Một người tu sĩ phải luôn biết tự kiểm soát bản thân, từ những suy nghĩ đến hành động. Sự tự chế không chỉ là việc giữ gìn giới luật mà còn là việc rèn luyện tâm trí để không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ và những suy nghĩ tiêu cực. Điều này giúp tu sĩ sống một cuộc đời chân thực, không bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài và luôn giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Sống chân thực là việc sống đúng với bản chất chân thật của mình, không bị ảnh hưởng bởi những sự giả dối hay những động cơ xấu. Khi một tu sĩ sống chân thực, họ không chỉ sống theo các giới luật mà còn sống theo nguyên tắc đạo đức và trí tuệ của Phật giáo. Sự chân thực trong tu hành không phải là một điều dễ đạt được, nhưng nó là mục tiêu quan trọng trong con đường tu tập. Khi tu sĩ có thể sống chân thực, họ không chỉ trở thành người xứng đáng với chiếc áo cà sa mà còn đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Chúng ta có thể học hỏi từ những phẩm hạnh của các tu sĩ Phật giáo để áp dụng vào cuộc sống của mình. Dù không phải là tu sĩ, nhưng việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, sống chân thực và tự chế vẫn có thể giúp chúng ta có một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Giới luật và sự tự chế không chỉ là những yêu cầu dành riêng cho tu sĩ mà còn là những giá trị quan trọng giúp tất cả mọi người duy trì sự thanh tịnh và tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống. Khi nhìn nhận về vai trò của giới luật và sự tự chế trong việc đạt được sự giải thoát,
chúng ta có thể thấy rằng đây là những yếu tố thiết yếu không chỉ cho các tu sĩ mà còn cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc chân thật. Giới luật giúp chúng ta duy trì sự thanh tịnh, tự chế giúp chúng ta kiểm soát bản thân, và sự chân thực giúp chúng ta sống đúng với bản chất chân thật của mình. Những yếu tố này cùng nhau tạo thành một nền tảng vững chắc để chúng ta có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đạt được sự giải thoát. Bài kệ trong Kinh Pháp cũng nhắc nhở chúng ta rằng việc tu hành không chỉ là việc mặc áo cà sa mà còn là việc sống đúng với các nguyên tắc của Phật giáo. Một tu sĩ xứng đáng với áo cà sa là người đã thực sự rời bỏ uế trược, nghiêm trì giới luật, tự chế, và sống chân thực. Đây không phải là một điều dễ dàng nhưng là một mục tiêu cao cả mà mỗi người tu sĩ đều phải hướng tới. Những nguyên tắc này không chỉ giúp chúng ta trong việc tu hành mà còn giúp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, giúp chúng ta duy trì sự thanh tịnh và đạt được sự bình an trong tâm hồn. Trong thế giới Phật giáo, chiếc áo cà sa không chỉ đơn thuần là một bộ y phục, nó còn là biểu tượng của sự thuần khiết và sự cam kết sâu sắc với con đường tu hành. Áo cà sa, với màu sắc giản dị và hình dáng khiêm tốn, là dấu hiệu của một tu sĩ Phật giáo, người đã từ bỏ cuộc sống thế tục để theo đuổi con đường giải thoát. Tuy nhiên, việc mặc áo cà sa không đơn giản là hành động của việc khoác lên một bộ trang phục, mà là sự thể hiện của một tâm hồn đã hoàn toàn tinh tấn và nghiêm trì giới luật. Điều này được nhấn mạnh qua câu kệ pháp cú, ai rời bỏ uế trược. Giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa. Câu kệ này không chỉ ca ngợi những phẩm chất của một tu sĩ thực sự, mà còn cung cấp những bài học quý giá về cách thức mà một người có thể đạt được sự tinh tấn trong việc tu hành. Đây không phải là một thông điệp chỉ dành riêng cho các tu sĩ, mà là một hướng dẫn có thể áp dụng cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Để thực sự xứng đáng với áo cà sa, một tu sĩ phải rời bỏ tất cả những uế trược, những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, những điều làm vẩn đục tâm hồn. Uế trược có thể bao gồm những cảm xúc như tham lam, sân hận, và si mê, những thứ đã gắn bó với chúng ta từ lâu và thường xuyên cản trở sự phát triển tâm linh. Việc rời bỏ những uế trược này không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều cần thiết để đạt đến trạng thái tâm thanh tịnh mà Đức Phật đã dạy. Một người không thể giả vờ là thanh tịnh trong khi nội tâm vẫn còn đầy rẫy những yếu tố tiêu cực. Chính sự rèn luyện và tự chế trong việc làm sạch tâm hồn mới là nền tảng để đạt được sự xứng đáng với áo cà sa. Giới luật là một phần quan trọng của quá trình này. Đức Phật đã thiết lập những giới luật không phải để hạn chế tự do, mà để hướng dẫn và bảo vệ các tu sĩ khỏi những cám dỗ và sai lầm. Giới luật như một hàng rào bảo vệ, giúp tu sĩ không bị lạc lối và duy trì sự thanh tịnh của tâm hồn. Khi một người tu sĩ nghiêm trì giới luật, họ đang tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc để phát triển sự trí tuệ và từ bi. Việc tuân thủ giới luật không chỉ là hành động bên ngoài, mà là sự biểu hiện của một sự thay đổi sâu sắc từ bên trong. Một tu sĩ thực sự phải nỗ lực để sống theo những nguyên tắc này mỗi ngày, làm cho giới luật trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Tự chế là một khía cạnh không thể thiếu trong việc tu hành. Sự tự chế không chỉ là việc kiềm chế những hành vi xấu mà còn là việc kiểm soát những suy nghĩ và cảm xúc bên trong. Điều này bao gồm việc nhận thức được những cám dỗ, những thói quen xấu, và làm việc để cải thiện bản thân mỗi ngày. Tự chế là một hành trình dài, cần sự kiên nhẫn và quyết tâm. Đó là việc học cách đối mặt với chính mình, hiểu rõ những điểm yếu của mình, và làm việc để vượt qua chúng. Một người có thể theo đuổi các hình thức tu hành bên ngoài, nhưng nếu không có sự tự chế, tất cả những cố gắng đó sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài. Cuộc sống chân thực là một mục tiêu cao cả mà mỗi tu sĩ hướng đến. Sống chân thực có nghĩa là sống thật với chính mình, không bị ảnh hưởng bởi những áp lực bên ngoài, và không bị lôi kéo vào những hành vi giả dối. Sự chân thật này không chỉ áp dụng cho hành động bên ngoài mà còn cho cách mà chúng ta đối diện với bản thân mình. Sống chân thực là việc sống một cuộc sống mà trong đó, mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều phản ánh sự thật của chính mình, không có sự che đậy hay giả dối. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng mà một tu sĩ cần phải có để xứng đáng với áo cà sa. Khi một tu sĩ thực sự rời bỏ uế trược, nghiêm trì giới luật, tự chế và sống chân thực, họ không chỉ đạt được sự thanh tịnh nội tâm mà còn trở thành hình mẫu cho những người khác. Áo cà sa không còn chỉ là một bộ y phục, mà trở thành biểu tượng của sự đạt được những phẩm chất cao quý, là dấu hiệu của một cuộc đời đã được chuyển hóa và một tâm hồn đã được thanh tịnh.
Điều này nhấn mạnh rằng sự xứng đáng với áo cà sa không phải là việc đạt được một trạng thái hoàn hảo ngay lập tức, mà là một quá trình liên tục của việc nỗ lực, rèn luyện và cải thiện bản thân. Câu kệ pháp cú này không chỉ là một lời khen ngợi cho những người tu sĩ nghiêm trì giới luật và sống chân thực mà còn là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự quan trọng của việc sống đúng với những nguyên tắc đạo đức, dù chúng ta có phải là tu sĩ hay không. Dù chúng ta có khoác lên mình áo cà sa hay không, việc sống một cuộc đời theo những nguyên tắc của Đức Phật sẽ giúp chúng ta tìm thấy sự thanh tịnh, hạnh phúc và sự bình an chân thật trong cuộc sống. Áo cà sa không chỉ là trang phục của một tu sĩ, mà còn là biểu tượng của một cuộc đời đã được sống đúng đắn, một tâm hồn đã được thanh tịnh. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu kệ này và áp dụng những nguyên tắc trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không chỉ làm cho chính mình trở nên tốt đẹp hơn mà còn góp phần tạo dựng một xã hội hài hòa và an lạc hơn. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng sự xứng đáng với áo cà sa không phải là điều mà chúng ta có thể đạt được ngay lập tức, mà là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực và sự chân thành trong mỗi hành động và suy nghĩ của chúng ta. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 10 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 11 phẩm song yếu.